Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 97 ngày 27, danh lớn Kinh Thánh Malachi đoạn 1 câu 11 cũng là câu ghi nhớ. Malachi đoạn 1 câu 11: Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Malachi đoạn 1 câu 11. Kinh Thánh Cựu Ước trang 855. Cái trang đầu của mỗi sách thì thường là viết cái tên sách to, cho nên là không có viết cái số trang ở đây. Và trang này là 855 bởi vì nó kế bên trang 854. Malachi đoạn 1 câu số 11: Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Câu 11: Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Trong phần tìm hiểu, cụm từ danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại được lặp lại mấy lần trong câu Kinh Thánh trên. Danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại đây ha. Rồi, đây. Danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại một lần. Danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Như vậy được lặp lại mấy lần các em? Hai lần. Khi mà lặp lại là ý đó là quan trọng, được nhắc đi nhắc lại. Danh xưng của Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va vạn quân. Vạn là cái từ xưa các em, vạn là 10.000. Vạn có nghĩa là 10.000. Vạn quân có nghĩa là Đức Giê-hô-va có cái sức mạnh. Đức Giê-hô-va có nhiều quân, nhiều lính, nhiều thiên sứ. Ý nói Chúa là đấng có sức mạnh, Chúa là đấng vĩ đại, Chúa là đấng mạnh mẽ. Rồi, danh xưng chỉ về thuộc tính toàn quyền toàn năng của Chúa. Ngài oai nghi, năng quyền và vĩ đại. Danh xưng có nghĩa là cái tên của Chúa đó. Ví dụ như nói đến cái tên của mình, Nguyễn Văn Hùng hay là tên gì đó, là nói đến chính bản thân của mình, chính con người của mình. Mình mang cái tên đó. Và khi nói đến cái người được tôn trọng thì người ta không nói là cái tên của người đó, mà nói là cái danh xưng của người đó. Có nghĩa là cái tên của người đó được tôn trọng như thế nào. Thì danh xưng của Chúa chỉ về cái bản tính của Chúa, hay là quyền năng của Chúa, sự oai nghi của Chúa. Chúa là đấng vạn quân, Đức Giê-hô-va vạn quân, có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng mạnh mẽ, Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng. Nhận biết: mọi dân trên đất
từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn đều biết đến danh Chúa. Ta biết khi nói đến mặt trời mọc là hướng đông, mặt trời lặn là hướng tây, có nghĩa là tất cả mọi nước ở trên thế giới đều có thể thấy được mặt trời. Ý nói rằng là tất cả mọi người ở trên đất này thì đều biết đến danh của Chúa. Ở đây có hình ảnh một cái cảnh hoàng hôn ha, mặt trời lặn, hoặc là bình minh là mặt trời mọc lên, quang cảnh rất là đẹp. Thực hành, em bày tỏ lòng tôn kính danh Chúa qua những việc không vô cớ kêu trời ơi. Chúng ta hay kêu trời ơi, hay là làm gì vậy trời, sao vậy trời. Khi mình nói như vậy là mình lấy danh Chúa làm chơi, và mình vi phạm cái điều răn của Chúa là không được lấy danh Chúa làm chơi. Hoặc là nếu mà nói bằng tiếng Anh là oh my god, người ta thường hay nói oh my god, là trời ơi trời, thì kêu danh Chúa như vậy là bất kính với Chúa, không có tôn trọng Chúa và lấy danh Chúa làm chơi, vi phạm điều răn của Chúa. Không lấy danh Chúa thề dối, có nghĩa là khi mình nói dối cái người ta không tin mình á, cái mình lấy danh Chúa mình nói dối, nên là ý là trước mặt Chúa là tôi không có nói điều đó, tôi không có làm điều đó, nhưng mà thực ra là mình nói dối. Hoặc là nói là mình thề có Chúa chứng kiến là mình sao đó, mình không có lấy danh Chúa, mình thề dối, mình nói cái điều dối trá. Luôn viết hoa khi viết danh Chúa. Khi mình viết, ví dụ như viết tên của Chúa nè là chữ cờ, mình phải viết hoa ha. Rồi Đức Giê-hô-va là Đức nè, Dê nè, là mình phải viết hoa. Cái Giê-hô-va nó là một cái từ liên tục, tại tiếng Việt mình là phiên âm ra, nên mình chỉ có viết hoa một chữ đầu thôi nha các em. Ví dụ như tiếng Anh là Jehovah, nó như vậy thì viết hoa chữ đầu đó. Rồi là danh rất lớn. Kính lạy Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, là danh rất lớn. Con ngợi khen Chúa. Xin Chúa giúp con tôn kính danh Chúa và thờ phượng Chúa suốt cuộc đời con. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, là danh rất lớn. Con ngợi khen Chúa. Xin Chúa giúp con tôn kính danh Chúa và thờ phượng Chúa suốt cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.